vẽ tranh tư duy sâu não cho người mới bắt đầu. Lời khuyên thứ nhất, hãy bắt đầu từ những điều bạn thích. Bạn hãy chọn những chủ đề, những ý tưởng mà bạn có đam mê và quan tâm. Việc vẽ tranh tư duy sâu não sẽ trở nên thú vị hơn. Vẽ tranh sáng tạo kết hợp với sở thích thì sẽ duy trì và có động lực khi thực hiện. Lời khuyên thứ hai, hãy bắt đầu từ những đề tài, những ý tưởng cơ bản nhất. Tập trung vào những khái niệm cơ bản về đường nét, màu sắc và hình dạng. Dần dần sẽ thử nghiệm với những chủ đề phức tạp và tạo ra sản phẩm đẹp hơn nhé. Lời khuyên thứ ba, học qua việc thử sai. Bạn đừng sợ thất bại hoặc làm sai. Thử nó là cách tốt nhất để học tập, giúp bản thân của chúng ta phát triển một cách tư duy và sáng tạo hơn. Khi gặp lỗi, hãy xem đó là cơ hội để bản thân của chúng ta được phát triển ở tầm cao hơn. Lời khuyên số 4, tham gia vào cộng đồng. Kết nối với cộng đồng vẽ tranh tư duy sâu não thông qua các diễn đàn, các kênh, chúng ta sẽ chia sẻ những phương pháp, những sản phẩm của mình và nhận những phản hồi của người khác. Điều này giúp chúng ta phát triển kỹ năng vẽ tranh tư duy sâu não một cách rất là hiệu quả và nhanh chóng. Lời khuyên số 5, duy trì sự kiên nhẫn và thực hành thường xuyên. Hãy nhớ rằng việc vẽ tranh tư duy sâu não đòi hỏi về thời gian và sự kiên nhẫn. Hãy dành thời gian hàng ngày và đều đặn để thực hành nhé. Vừa rồi cô Ngọc Hiền đã chia sẻ cho mọi người top 5 lời khuyên vẽ tranh tư duy sâu não cho người mới bắt đầu. Những điều này sẽ mang lại hiệu quả và lợi ích rất là nhiều cho cả nhà trong việc vẽ tranh tư duy theo phương pháp sâu não. Các bạn hãy thực hành mỗi ngày để não bộ cân bằng, phát triển toàn diện tư duy và trí tuệ, làm việc và học tập một cách sáng tạo và khoa học nhé. Mọi người hãy nhớ bấm like, share và đăng ký kênh để có thể theo dõi những video mới nhất từ cô về phương pháp vẽ tranh tư duy sâu não. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.